Ừ, phải rồi. Cây sáo này cô đã để quên ở miếu quan, bây giờ tôi trả cho cô. Tôi để cái này trong miếu quan, mục đích cũng là vì muốn kiếm người tri ân. Bây giờ cây sáo nằm trong tay của đại ca, thì cái này cũng giống như là duyên phận thôi. Cảm ơn cô. Cô à, tại sao lần nào tôi gặp cô cũng thấy cô buồn quá vậy? Nếu cô có chuyện gì thì nói cho tôi biết đi, không chừng tôi có thể giúp cô. Số của tôi không được tốt. Lúc tôi còn nhỏ thì mẹ của tôi đã bị bệnh chết. Còn cha của tôi thì ghiền cờ bạc, thường phải hay trách mặt chủ nợ. Ông đã bỏ tôi ở nhà của ông chú bà con, rồi không biết là đi đâu nữa. Sau đó người thân của tôi nhận thơ và kêu tôi tới Đông Bình Phủ này. Tôi tưởng rằng cha con sẽ được đoàn tụ với nhau, không ngờ. Thật ra là sao? Ông bán tôi cho người ta, ông lừa gạt tôi. Bán cho Trương đại nhân hả? Dạ phải. Ông vì tránh nợ tới Đông Bình Phủ, rồi được vô Trương gia để làm gia bọc. Ai ngờ đâu ông không biết hối lỗi chút nào, mà lại còn thiếu nợ của người ta rất nhiều. Người ta nói là nếu ông không chịu trả nợ thì bắt Trương đại nhân phải trao ông ra. Vậy Trương đại nhân làm sao? Cha của tôi nói là Trương đại nhân đã giúp ông nhiều lần rồi, lần này thì ông phải tự mình để giải quyết lấy. Rốt cuộc thì ông bán tôi cho Trương đại nhân làm ca kỹ để có thể trả nợ. Do đại ca, xin anh hãy cứu tôi, giúp đỡ cho tôi đi. Tôi cứu cô, tại sao vậy? Trương đại nhân bắt tôi phải làm vợ nhỏ. Cái gì? Bắt cô làm vợ nhỏ? Do đại ca, tôi thật sự không muốn làm vợ nhỏ của Trương đại nhân. Đại ca hãy làm ơn cứu tôi ra khỏi chỗ này đi. Tôi biết đại ca và Trương đại nhân hai người rất là thân nhau. Đại ca hãy cứu giùm tôi, tôi có làm trâu làm ngựa cho đại ca cũng không sao. An à, không có được đâu. Trương đại nhân có ơn với tôi, người ta nói quân tử bất đoạt nhân, tôi thật là khó mở miệng lắm. Chúng ta tình cờ quen biết nhau, đại ca thật không có trách nhiệm gì phải giúp tôi. Những cái mà đại ca nói bây giờ thì tôi xin thu hồi. Hôm nay trường mẫu tôi làm lễ cưới vợ thứ tư, cảm ơn quý vị đã đến dự. Mời quý vị nâng ly đi hả? Nâng ly đi. À đúng rồi, anh Võ huynh đệ là quý tân của tôi, phải uống nhiều thêm mới được đó. Nhất định. Ê, chúng ta đừng uống bằng ly. Bay đâu, lấy cho ta nguyên một tính rượu. Dạ. Võ huynh đệ à, ai cũng biết anh là người uống rượu được, phải uống cho nhiều nha. Trương đại nhân. Này Võ huynh đệ à, chúng ta uống cho đã nha. Uống đi. Nâng ly. Trương đại nhân, kính đại nhân. Công tử à, coi chừng nha. Tới chưa chưa? Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Tới rồi. Ê, công tử à, không phải bên này, bên kia kìa. Bên nào đây? Dạ, tới rồi. Nếu không có gì nữa, tiểu nhân xin phép nha. Đi. Vô đây cơ. Ngọc Lan, đại ca định tới đây để cứu tôi đó hả? Ngọc Lan, cô đừng có hiểu lầm nha, tôi vô lộn bọn thôi. Võ Tông. Trương đại nhân, người chạy vào tân phòng của ta hả? Trương đại nhân, không phải là tôi đâu. Trương đại nhân, không phải hả? Xin đừng có trách võ đại ca, chắc là anh uống sai cho nên vô lộn phòng thôi, chứ không phải là cố ý đâu. Người mà xin xỏ cho nó nữa, vậy chứng minh hai người có cái gì mờ ám. Trương đại nhân, xin nghe tôi nói đi. Khỏi nói gì hết, ta đã biết quan hệ hai người không phải là tầm thường. Người tri âm hả? Hai người có tình ý với nhau. Võ Tông à, không ngờ ngươi là như vậy. Ngươi đã chạy vào tân phòng của ta, dụ dỗ vợ nhỏ của ta. Trương đại nhân, vậy là đại nhân hiểu lầm rồi. Cái gì hiểu lầm? Chính mắt ta thấy mà. Để ta bắt giang phu nhâm phụ tôi bay lên quan phủ. Lão vợ, xin hãy tha cho võ đại ca. Nếu có muốn bắt thì hãy bắt tiểu nữ đi. Ngọc Lan, tại sao cô làm vậy chứ? Võ đại ca, tại vì số của Ngọc Lan không tốt, cho nên không muốn liên lụy gì tới đại ca. Lão gia hãy bắt tiểu nữ. Đừng mà, hãy bắt tiểu nữ làm vậy. Đừng mà. Trương đại nhân, võ tòng tôi đâu đổ trời chân đạp đất. Tôi xin thề là tôi đi làm vào phòng, không làm gì có lỗi với đại nhân đâu. Nếu đại nhân không tin, đại nhân đòi bắt tôi, vậy đại nhân bắt đi. Lão gia, võ đại ca đừng mà. Anh đường đường là một cái thế anh hùng, đừng có vì tôi mà bị quỷ tương lai. Lão gia, hãy bắt tiểu nữ đi. Ngọc Lan, cô đừng nên làm vậy.
Cô biết không, tôi đã mang tội sẵn. Thêm một tội không nhầm nhò gì đâu. Không được, lão già hãy bắt tôi nữa đi. Hãy bắt tôi nữa đi đi. Tốt, tốt lắm. Người này hữu tình, người kia hữu nghĩa. Trương mổ này khâm phục lắm, khâm phục. Trương đại nhân, tại sao đại nhân nói vậy? Trương mổ này hồi nào tới giờ cũng muốn giúp đẹp cho người ta. Thấy hai người thật lòng với nhau, ta có thể làm mai cho hai người lấy nhau. Không được đâu, người ở ngoài ai cũng biết Ngọc Lan là vợ nhỏ của đại nhân. Tôi làm sao nói chuyện với họ chứ? Ê, cái này khỏi cần lo. Để tôi giải thích cho họ biết. Miễn là anh thật lòng yêu Ngọc Lan, tôi sẽ giúp đỡ cho hai người. Võ tổng tôi bây giờ là người mang tội, sẽ liên lụy đến Ngọc Lan thôi. Anh không thương Ngọc Lan sao? Võ tổng tứ hải di gia, phiêu bạt giang hồ, cho nên không dám nghĩ tới nhiều. Ý tố của cô tôi sẽ không có quên. Chính tôi là Võ Tòng. Hả? Người chính là Võ Tòng hả? Người đã hại thảm chúng tôi. Người đã hại thảm chúng tôi. Chú ơi, chuyện gì vậy? Con gái của ta sau khi mà đưa thơ cho người là nó đi xuất gia rồi. Người đọc lá thơ nè, người coi đi. Phải đền đứa con gái cho ta. Đền đứa con gái cho ta đi. Người đã hại ta mà. Ngọc Lan hả? Thí chủ Trương Ngọc Lan. Thí chủ quyết định xuất gia hả? Dạ phải sư phụ. Tôi thấy thí chủ chưa hết trần duyên. Dạ không, tiểu nữ đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, cho tôi gặp cổ đi. Không được. Tại sao? Gia có gia quy, am đường cũng có quy định của am đường. Cổ tự nguyện tới đây để xuất gia, ai cũng không có quyền ngăn cản. Mời thứ chủ đi về. Vậy xin lỗi nha. Đuổi hắn đi. Ngọc Lan, sư phụ hãy mau thi thấp cho tiểu nữ đi. Ngọc Lan, Ngọc Lan, đừng làm vậy. Tôi đã biết thí chủ chưa dứt trần duyên mà. Ngọc Lan, cô đừng nên làm vậy. Cô theo tôi về đi. Ai cũng không có thể cản ngăn tôi. Ngọc Lan, nếu mà cô xuất gia thì tôi là tội nhân đó. Duyên tụ duyên sanh, duyên tận duyên tản. Tôi thấy hai người chưa hết trần duyên. Ngọc Lan à, theo thí chủ này đi về đi. Sư phụ à. Người xuất gia chúng tôi trước tiên phải hết trần duyên. Cô chưa tới cơ duyên, cho nên cô về đi. Cô theo tôi về đi. Số của Ngọc Lan không được tốt, không sống nương tựa ai được hết. Tại sao lại không cho tôi xuất gia đi chứ? Ngọc Lan, tôi biết tôi có lỗi với cô. Xuất thân của tôi rất là thấp kém, lại còn bị người ta bán làm ca kỹ, cho nên đâu có xứng với đại ca. Cũng tại vì tôi không biết phận của tôi thôi. Ngọc Lan à, tôi nói thật, tôi không phải chê cô đâu. Chẳng qua là tại vì có nhiều chuyện không thể nào bắt buộc, có phải vậy không? Cái nguyên nhân chính là tại vì tôi còn mang tội. Nếu bây giờ tôi cưới cô làm vợ, sợ liên lụy tới cô thôi. Nhưng mà đại ca thật sự không chê bai tôi, thì dù đại ca có đang mang tội tôi cũng chấp nhận. Tuy rằng tôi không phải là người của giang hồ, nhưng tôi cũng biết trọng tình trọng nghĩa lắm. Tôi nhất định sẽ chờ đại ca về. Đã suy nghĩ kỹ rồi hả? Ừ. Tôi hứa sẽ chờ đại ca. Ngọc Lan, đây là ngọc bội mẹ anh nói mai mốt đưa cho con dâu của bà. Bây giờ anh giao nó cho em. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.